Xin chào mọi người, mình là FaceMG và chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Và trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn mọi người cách để xây dựng một cái máy farm kinh nghiệm từ Mob Spawner. Nếu mọi người thích video này thì hãy like và subscribe để ủng hộ cho kênh của mình nhé. Và chúc mọi người xem vui vẻ. Đầu tiên thì mọi người tìm cho mình một cái Mob Spawner, có thể là Zombie hoặc là Skeleton gì cũng được. Nhưng mà mọi người đừng chọn nhện nhé. Nếu chọn nhện thì mọi người sẽ phải xây theo một cách khác. Mọi người nên cắm nước xung quanh cái spawner này để mấy con mob nó không xuất hiện ra. Bây giờ thì mọi người cần phải đẩy lùi cái bốn bức tường này ra, cách xa cái mob spawner 4 block. Sau khi mọi người đẩy lùi được 4 bức tường lại, chúng ta sẽ có một cái căn phòng như thế này. Thì đến bây giờ, mọi người sẽ hạ cái sàn này xuống 2 block. 1, 2, đấy, hạ xuống hết thành 2 block nhé. Tiếp theo thì mọi người sẽ chọn một mặt bất kỳ, rồi đặt nước vào hai cái góc của cái mặt đấy. Rồi chúng ta sẽ đập hết mấy cái block mà nước nó không chảy tới này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đập cái block rìa này. Đây, mấy cái này. Và khi bọn zombie rơi xuống đây, nước sẽ đẩy bọn nó vào chỗ này. Và chỗ này sẽ là nơi bạn giết bọn zombie ấy. À nhầm, bọn skeleton. Thì tùy thuộc vào cái chỗ giết bọn mob ấy, mọi người nên đặt nước sao cho phù hợp nhá. Tiếp theo thì mọi người quay đến cái mặt đối diện với cái mặt mà chúng ta vừa đặt nước. Mọi người sẽ đập vào mấy cái block ở giữa này. Đập sâu vào khoảng 3 block. Đây là 1, 2, 3, đây, chỗ này là 3 block. Sau đó mọi người đập lên khoảng 25 block nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, nhập. Rồi, đây là 25 block. Rồi sau đó mọi người đập sâu, mọi người đập sang bên này. 5 block đi. Đây là 1, 2, 3, 4 và 5. Như thế này, rồi mọi người lại đập xuống tiếp. Sao cho bằng cái bên kia là được. Bên kia bao nhiêu nhỉ? Đây là 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, wow, 17, 18, 19 này. Mình lấp, để mình lấp hết chỗ này lại. 19, 20, 21, 22. Đập đến khoảng 22 block là được rồi. Để như vậy đến khi bọn zombie nó rơi xuống, chúng nó sẽ không chết ngay và nó sẽ còn rất là ít máu. Đến lúc đó mọi người đập cho nó dễ. Đây, bọn nó sẽ rơi đây. Để mình tạo một cái phòng rộng rộng này một tí. Đấy, như thế này.
bọn zombie sẽ rơi xuống đây. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại ở trên đấy. Bây giờ thì mọi người sẽ lấy cho mình nước này, tấm bảng đâu nhỉ, tấm bảng này, và hấp slab. Mọi người nên chọn bất kỳ hấp slab nào cũng được. Mọi người sẽ đặt hấp slab ở giữa này, nhớ là phải đập cái block này ra nhá. Xong rồi đặt một tấm bảng ở đây, đặt nước ở chỗ này. Và như vậy nếu bọn zombie, nếu bọn skeleton này hoặc zombie này rơi xuống nó sẽ trèo lên chỗ đấy. Đấy như thế này. Rồi từ đó mọi người sẽ đặt một tấm bảng ở đây. Đặt một tấm bảng ở đấy, rồi lại đặt nước bên trên này. Rồi lại đặt thêm một tấm bảng ở đây. Cứ như thế lên thích trên kia. Sang đến ống bên kia thì mọi người chỉ việc đặt một tấm bảng ở đây để chặn cho nước nó không chảy xuống dưới này. Và như thế bọn skeleton nó đến đây nó sẽ rơi xuống chỗ này. Thì sang bên đây mọi người sẽ để một cái chỗ để chém bọn nó. Đặt cái half slab như thế này, bọn nó sẽ không nhìn thấy được bạn, và bạn có thể chém. Bên dưới này thì mọi người có thể đặt thêm hopper, nó dẫn vào một cái hòm đây. Để đến khi bọn nó rơi ra cái gì thì nó sẽ, đồ nó sẽ được chuyển vào hòm luôn. Đó, như thế này. Và bây giờ chúng ta sẽ quay lại. Bây giờ chúng ta sẽ quay sang bên này và phá hết những cái đuốc chúng ta vừa cắm đi, để trong này tối tối hết, không có một tia ánh sáng nào nhá. Thì bọn zombie này với cả skeleton nó mới spawn ra được. Mọi người có thể thấy nó đang đi. À, nó bị kẹt ở chỗ này. Đấy, mọi người có thể thấy nó vẫn đi lên bình thường. Nó chỉ hơi bị kẹt thôi. Mọi người có thể đặt thêm và đặt thêm cái half slab ở đây là được. Và chúng nó sẽ tự động bơi lên đến chỗ này.
Kết thúc video tại đây. Nếu mọi người thích video này thì hãy like và subscribe để ủng hộ cho kênh của mình nhé. Và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Bye bye.